Kính thưa quý vị, Thủ tướng Tayyip Erdogan viếng thăm Tunisia, tin từ Tunis. Hôm qua, thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gặp Thủ tướng Ali Larajet của Tunisia trong lúc biểu tình chống đối đang tiếp tục diễn ra trong nước. Thủ tướng Erdogan sẽ bay về nước trong cuối ngày hôm nay, chuyến công du các nước Bắc Phi nhằm để gia tăng sự hợp tác kinh tế và thương mại với các nước trong vùng. Chính phủ Thủ tướng Erdogan đang gặp những cuộc biểu tình phản đối đông đảo và quyết liệt chưa từng có. Các cuộc biểu tình diễn ra trên 10 thành phố trong nước lên án Thủ tướng Erdogan là nhà độc tài, đòi hỏi ông ta phải từ chức.